À, dạ vâng, shop âm thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. À, ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ. Em Đạt Trần mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi và để cập nhật những video clip, những báo giá sản phẩm audio bãi mới nhất mỗi ngày. Mọi nhu cầu về mua sắm các thiết bị âm thanh bãi, mời các bác hãy alo trực tiếp cho em số điện thoại 098 358 6968. Shop em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Trong video clip hôm nay, bên em lên sóng một cặp loa khủng long bom tấn, cặp loa Jamo đến từ Đan Mạch, một cái dòng loa rất là thành công trên thị trường. Cặp loa này thì là một cái model khủng của hãng, cặp Jamo P128 với thiết kế đồ sộ cũng như là cấu hình rất gấu thưa các bác. Cặp loa này thì sở hữu chiều cao là 96, chiều rộng là 30 và chiều sâu là 32 cm, với cấu hình 4 loa trên một thân thùng. Cặp loa này nó sở hữu 2 loa bass đường kính 20 cm màng giấy gân cao su zin, 1 loa chung đường kính 13 cm và 1 loa chép đo, thiết kế với vỏ gỗ màu đỏ rất là đẹp. Trên tay em đang là cái tấm lưới căng của cặp loa Jamo P128, tấm lưới căng rất là đẹp. Bên trong thì nó sử dụng một cái khung xương bằng gỗ rất là mỏng và các cái chấu này còn đẹp và zin, tất cả còn zin nguyên bản. Cặp này thì trong tình trạng đẹp chỉ thiếu hộp xốp thôi. Bây giờ thì mời các bác chúng ta tiến lại gần để chúng ta quan sát cái phần hình thức của cái cặp loa trước, sau đó em sẽ test chất âm cho bác xem. Đây, em này thì thiết kế với cái phần vỏ gỗ là màu đỏ, màu nâu đỏ, một cái màu rất là sang trọng và dễ trưng bày với các không gian phòng khách nhà chúng ta, rất là đẹp nhá. Các bác thấy không, thùng vách góc cạnh này rất là đẹp luôn, không một vết chầy luôn. Cặp này thì đẹp chỉ thiếu xốp thôi. Em tiếp tục sẽ quay đến cái cấu hình tiếng loa cho các bác xem. Hai loa bass đường kính 20 có sử dụng gân cao su zin, gân cao su đánh tiếng rất là mềm. Trên xương loa thì có dập nổi cái logo của Jamo. Đây là loa mix và đây là loa chép đo cho các bác. Ở phía dưới này thì có một cái logo của Jamo. Toàn bộ thì các cái driver thì hãng sử dụng gân cái cao su zin rất là đẹp. Và mặt loa này thì là mặt nhựa các bác nhé. Mặt loa thì là mặt nhựa và cái khuỡi căng thì nó sẽ đánh bo vào cái góc này, khi mà thì lắp vào sẽ rất là điệu đà. Đấy, nó sẽ làm lọt trong cái khung này. Và tất cả các cái tiếng loa còn rất là đẹp và căng mọng. Em này thì mới chỉ thiếu xốp thôi. Đây, rất là đẹp phải không ạ? Quá xuất sắc cho cái cặp loa Jamo P128. Chúng ta sẽ xem phía sau. Cặp này thì nó có lỗ thông hơi. Cặp này 2 bát là 2 bát thật chứ không phải 2 bát cộng hưởng các bác nhé. Jamo P128 đây, có dòng chữ Made in Đan Mạch đây. Đấy, Made in Đan Mạch. Phần cọc loa bắp chuối và các bác cũng có thể nhét dây vào đây cũng được, đều được hết. Lỗ thông hơi ở phía sau. Cặp này thì công suất của nó từ 140 cho tới 200W một thùng. Maximum nó lên tới 400W cho cả cặp loa, rất là khủng khiếp. Tiếng của nó thì quá chất rồi, những cái dòng Jamo của Đan Mạch thì đánh một cái chất âm vô cùng là uy lực. Đấy, phần vỏ gỗ đây nó đúng cái màu như này này. Bên này thì cái ánh sáng nó hơi bị chói quá thì nó khó lên này, rất là đẹp. Đến cái cấu hình tiếng loa, em mời các bác chúng ta cùng xem. Đấy, cấu hình tiếng loa đẹp, căng mọng, không một tì vết. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, logo Jamo còn đầy đủ. Phần hậu phía sau đây, tất cả đều rất là đẹp, mới chỉ thiếu xốp thôi. Cái căng đây, các bác xem, cả hai chiếc cái căng còn rất là mới. Bây giờ thì test chất âm của cặp loa này. Cặp loa này thì sở hữu hai cái loa bass 20, cho nên là cái âm trầm của nó xuống rất là sâu, mạnh, uy lực. Nhất là những cái dòng loa đến từ đất nước Canada cho một âm sắc rất là uy lực. Tiếng của nó thì còn âm trầm của nó có thể nói là nhiều cái cặp loa Nhật, loa Mỹ bass 40 cũng không thể cho ra được cái tiếng trầm hay và uy lực như thế này được. Cặp loa có một color chung và loa chép thì cho cái giải cao rất là tuyệt vời, trung âm lồng lộng và giải chép thì bông tơi, những cái nốt cao thể hiện rất là tốt các bác nhé. Mời các bác chúng ta cùng đeo tai phone vào để chúng ta lắng tai nghe. Bên em đang kết hợp với một chiếc âm ly đề lông PMA 930V, chiếc âm ly khá là nhỏ bé. Cặp này thì một cái mức giá cũng rất là tốt cho anh em chơi.
11.200.000 đồng cho cặp loa Sampo cấu hình khủng như này. Các bác nào có nhu cầu thì mời hãy alo trực tiếp cho em với mức giá rất là tốt, 11.200.000 đồng, giá chỉ rẻ như những cặp loa Nhật thôi. Và tuy nhiên để chất âm đem lại thì hiệu quả không ngờ. Cặp này thì ngoài nghe nhạc vàng, nhạc trẻ, nghe đa thể loại, các bác có thể kết hợp hát karaoke gia đình cũng rất là tuyệt vời trên cái cặp Sampo 128 này. Có lời để các bác cùng nghe và các bác nhớ đeo tai phone vào để chúng ta thưởng thức cái chất âm của cặp này. Bác nào có nhu cầu hãy alo trực tiếp cho em với mức giá bán 11.200.000 đồng, giá bán sản phẩm không bao gồm phí ship các bác nhé. Cho cái cặp loa Sampo này, các bác nào có nhu cầu hãy nhanh tay alo cho em. Sắt Đặt Trần có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội các bác nhé. Bên em thì ship hàng đi toàn quốc, giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship. Trong mùa dịch này thì các bác hãy nhanh chóng sắm cho mình một cặp loa người ý để chúng ta có thể là chơi sưu tầm, tránh dịch những ngày dịch giã này, nên ở trong nhà nghe nhạc. Cặp loa có mức giá bán 11.200.000 đồng, bên em kết hợp với chiếc âm ly đờ lông mức giá bán 10.500.000 đồng các bác nhé. Cặp này thì quá mới, rất đẹp, có thể nói là mới chỉnh hộp shop. Đến ân tình không, đường xa
lòng ơi thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai chờ mong từng đêm gối chiếc mối u hoài này ai thôi. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn cảm thông được nỗi vắng xa im lúc còn học sinh. Ta áo trinh nguyên tô thắm bao tình, đời học sinh với nét đoan chính tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Tâm hồn không phiền không sầu vì ai, giá bán rất là tốt, 11.200.000 đồng. Các bác nào có nhu cầu hãy nhanh tay alo cho em đặt trần để chúng ta sở hữu được cái cặp loa này. Và shop em thì có cái địa chỉ là phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá bán sản phẩm không bao gồm phí ship. Và bây giờ thì mời các bác chúng ta sẽ nghe tiếp theo, chúng nghe nốt một cái ca khúc mà của ca sĩ Chế Linh Thanh Tuyền, sau đó em sẽ kết thúc video clip. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.